Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone trên trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng ta vẫn trên ba cái tôn chỉ của kênh, đó là sự thật, niềm tin và cố gắng lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Và tôi rất kỳ vọng vào Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trị được cái bệnh nó gọi là bệnh dối trá. Xin thưa với các bác, bởi vì vừa rồi thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói một cái điều rằng là chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, không tô hồng nhưng cũng không bôi đen, và đó thật sự là một chỉ đạo rất quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ chúng ta đã mắc vào căn bệnh dối trá này rất là nhiều, và đây không phải là một sớm một chiều có thể là chữa được căn bệnh này. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra rất rõ, để trị tận gốc thì chúng ta phải xây dựng được một cái văn hóa liêm chính, tức là liêm khiết và chính trực, trong đó yêu cầu một cái nó gọi là văn hóa chính trực, tức là phải trung thực. Nếu chúng ta không trung thực thì chúng ta sẽ tạo ra hệ lụy rất nhiều. Hôm nay tôi cũng đã chia sẻ với nhiều người bạn để nói rằng là mầm mống của cách mạng màu thì cũng từ cái việc mà không trung thực mà ra. Bởi vì không trung thực nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn của xã hội, nó sẽ tạo ra những mầm mống cho những cuộc cách mạng màu, và nó sẽ kéo tụt kinh tế xuống và thậm chí đưa chính trị kinh tế rơi vào tay của một nhóm lợi ích. Tôi đơn giản bắt đầu câu chuyện như thế này, đó là hôm nay thì tôi đã tác cái chị Liên Liên VTV. Các bác biết là chị Liên Liên VTV thì là một phóng viên rất là nổi tiếng, và tôi đã tác chị vào một trong status của mình, và tôi nói một cái điều như thế này: chị Liên Liên VTV ơi, cái câu tự nguyện ẩn tu là từ chính chị nói, hay rằng là chị nghe sư Minh Tuệ nói như vậy? Tôi chỉ hỏi đơn giản một câu như thế thôi. Cái câu, bởi vì trên các phóng sự truyền hình thì chị Liên Liên VTV thì có nói rằng là sư Minh Tuệ là tự nguyện ẩn tu. Thì tôi có hỏi đơn giản một câu này thôi: tự nguyện ẩn tu, cái câu tự nguyện ẩn tu là do chị tự nghĩ tự nói ra, hay rằng là do chính chị nghe thấy sư Minh Tuệ nói như thế? Và thật sự đây là câu hỏi không khó để mà trả lời nếu như nó là sự thật. Thế nhưng cuối cùng chúng ta có thể thấy chị đấy đã block tôi ở trên Facebook, không trả lời mà block. Không trả lời mà block, xin thưa với các bác như thế. Và tức là chặn tôi ở trên Facebook ạ. Trong khi đó nó không hề khó để mà trả lời cái gì cả đó. Cho nên ý, cái câu tự nguyện ẩn tu đó là một trong ví dụ đơn giản để chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta vẫn còn dung túng cho những cái tuyên truyền hoặc là truyền thông dối trá thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có thể phát triển được kinh tế xã hội. Lịch sử đã chứng minh rằng khi chúng ta dám dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, và thậm chí dũng cảm nhìn thẳng vào những sai lầm, thì lúc đó chúng ta lại càng phát triển, không những giải quyết được những khó khăn mà lại càng phát triển. Ít nhất hai lần chúng ta đã chấp nhận cái điều này, và đó chính là những lần cải cách ruộng đất chúng ta đã nhận sai và sửa sai. Thứ hai nữa đó là cái tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cũng là người đồng hương với tân Tổng Bí thư Tô Lâm, thì cũng đã chỉ rất rõ cái tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đấy và nói đúng sự thật đấy, để rồi chúng ta có được cái công cuộc phát triển như ngày hôm nay. Và chính vì thế ngay từ xưa Bác Hồ cũng đã nói rằng là cái sự vĩ đại của Đảng là cái sự không phải là giành thắng lợi này thì thắng lợi khác, mà cái sự phát triển, mà cái sự vĩ đại của Đảng đó, là nó ở cái sự dám nhận thấy sai lầm và dám tích cực sửa sai. Không ai, không đảng nào trên thế giới này có thể vỗ ngực tự tin rằng là mình đúng hoàn toàn cả. Và cái việc tích cực sửa sai nó là một cái việc, nó là cái từ trung thực để nhìn thẳng vào sự thật. Vậy thì chúng ta cần lắm cái sự trung thực. Khi chúng ta có được cái sự trung thực và chúng ta bảo vệ cái sự trung thực đấy thì chắc chắn chúng ta sẽ phát triển. Tôi chỉ lấy ví dụ, chúng ta dũng cảm mà nhìn vào cái thực trạng và chấp nhận ý kiến để nhìn vào sự thật,
của cái việc cái vụ án Việt Á, thì chúng ta thấy rằng là cả một bộ máy tuyên truyền rất khủng khiếp với những từ ngữ bay bổng, bay bướm, có thể nói rằng là dùng tất cả những cái mỹ từ có thể dùng tới để mà quảng cáo PR cho cái thành tựu của Việt Á làm được cái kit test, để rồi chúng ta có một cái đại án. Rồi chúng ta nhìn vào chuyến bay giải cứu cũng thế, tất cả những mỹ từ được đặt tới như rằng là cái gì mà bay vào tâm dịch, bác góp tôi cái ngạo nghễ và tâm dịch, và cái tinh thần này nó đã hại chúng ta thế nào để ra hai cái vụ án có thể nói rằng là đau đớn cho nhân dân Việt Nam. Và thực tế sự thật và những tiếng nói trung thực đã cất lên từ trước, thế nhưng mà không ai nghe, cũng không ai buồn nói, cũng không ai buồn nói, cũng giống như rằng là không ai thế nọ thế kia, để rồi từ đó nó tạo thành hai cái đại án và rất nhiều cái sự việc khác nữa. Cho nên ấy, truyền thông chúng ta phải khuyến khích người dân, sự thật không phải dễ kiếm tìm, mà phải khuyến khích người dân dám lên tiếng về những cái sự việc đó, dám nhìn đến những cái bất cập đó, và chúng ta phải tích cực nhìn vào đó như là một cái miễn phí để mà tra cứu hệ thống, để mà từ đó phát hiện ra những cái sai sót, sai lầm, để từ đó chúng ta nhanh chóng chúng ta sửa đổi để hạn chế tối đa những cái thiệt hại có thể có được. Cho nên tinh thần này rất quan trọng. Khi một người mà nghĩ rằng là đưa ra một cái thông tin gian dối, tôi giả sử như là nếu như Sư Minh Tuệ mà không hề nói cái câu từ ẩn tu, mà thực tế đến bây giờ chúng ta vẫn chưa bao giờ chúng ta nghe thấy trực tiếp Sư Minh Tuệ nói rằng là tôi tự nguyện ẩn tu, hoặc là con tự nguyện ẩn tu vì cái nọ vì cái kia, chưa bao giờ chúng ta nghe thấy. Nhưng ngược lại chúng ta có thể nghe thấy rất nhiều những cái clip rò rỉ để mà thấy rằng là Sư Minh Tuệ không hề tự nguyện ẩn tu. Vậy thì nếu như trong cái trường hợp mà người ta sẵn sàng tung ra cái thông tin sai sự thật, chúng ta nên nhớ rằng là chỉ nên liên vào nhiều cơ quan truyền thông, lúc nào thậm chí có cả một cái chương trình, một cái phong trào chống lại tin giả. Trên truyền hình lúc nào cũng ra giả là fake news, fake news, fake news, tin giả, tin giả, tin giả. Nhưng anh lên tiếng phê phán những cái tin giả đó, nhưng ngược lại anh lại sẵn sàng anh tung ra, tạo lập hoặc là tung ra, hoặc rằng là cổ suý những cái thông tin giả, thì rõ ràng đó là một cái điều không thể nào chấp nhận được. Bởi vì nguyên tắc thì đã áp dụng cho bất cứ ai đều như nhau. Anh phê phán người khác tung tin giả thì anh không bao giờ được phép anh tung tin giả, và phải lấy cái tôn chỉ sự thật nó lên hàng đầu. Khi một người mà ra một cái quyết định nào đó, ví dụ tôi ra quyết định nào đó với cả, hoặc ra thông báo nào đó với con cái vợ của tôi đơn giản nhiều khi cũng nghĩ rằng là thôi thì cái việc này nó nghiêm trọng quá, vợ mình con mình không biết thì tốt, thì tốt hơn cho họ, tức là mình có xuất phát từ cái tâm tốt của mình thôi. Thế nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó, tức là tôi đang nghĩ tôi thông minh hơn họ, tôi giỏi giang hơn họ, và tôi cho tôi một cái quyền là tôi quyết định những cái gì họ biết và không biết. Như vậy tức là tôi không tôn trọng họ, không tin tưởng họ. Đúng không? Cũng giống như vậy, nếu chúng ta mà đưa ra một cái thông tin không chính xác đối với người dân, thì tức là chúng ta đang coi chúng ta giỏi hơn dân. Chúng ta đang coi chúng ta rằng là có thể nói rằng là có thể nói gì hơn, vượt hơn, và như vậy dân chỉ là những người mà theo chúng ta mà thôi. Thì như vậy chúng ta đang đi ngược lại những cái gì Bác Hồ đã nói, tức là tôn trọng dân, học hỏi dân. Và đó là cái điều mà rất khó có thể chấp nhận. Và cái sự dối trá chúng ta thấy rằng là nó hiển hiện ở hàng gian hàng giả, nó hiển hiện ở việc cạnh tranh không lành mạnh, nó ở việc mà phân bổ thông tin không đồng đều, nó ở cái việc mà các anh khuất tất trong những cái nhiều thứ khác, nó tạo ra một cái thứ nó gọi là tham nhũng tiêu cực. Cho nên rất nhiều lần trên kênh Trang TV cũng đã chỉ rất rõ là một trong những nguyên nhân mấu chốt để mà dẫn tới tham nhũng tiêu cực nhiều ở Việt Nam, thì đó là lĩnh vực mà chúng ta đang không công khai minh bạch, và thậm chí chúng ta đang thao túng truyền thông theo một cách một chiều. Thế rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta càng ca ngợi cái gì thì cái đó nhiều khi mà phanh phui ra ngã càng đau. Điển hình là hai vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu. Càng hoành tráng, càng VR hình khủng khiếp,
càng nâng lên thì cuối cùng chúng ta ngã càng đau. Trong khi đó chúng ta quên mất cái lời dạy của Bác Hồ, đó là khiêm tốn, thật thà và dũng cảm. Tức là chúng ta phải dám làm những cái việc nào mà người khác không dám làm, tức là chúng ta dũng cảm dấn thân. Nhưng ngược lại chúng ta phải khiêm tốn và trung thực, thì lúc này tất cả những thứ của chúng ta mới được đảm bảo một cách nó bền vững. Tôi rất hy vọng rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trị được căn bệnh nani này. Xây dựng văn hóa liêm chính thì ngoài chữ liêm, chữ chính, nó bao gồm cả những văn hóa của cả một xã hội. Cho nên Tổng Bí thư cũng đã ghi, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi rất rõ, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tức là mọi thành phần của xã hội, chứ không chỉ riêng là cán bộ đảng viên. Và khi chúng ta có được văn hóa liêm chính thì đất nước ta chắc chắn sẽ phát triển. Và đó là cái yếu tố mềm để tạo nên một Việt Nam hùng cường và đáng sống. Cảm ơn các bác rất nhiều.